Chúng tôi sẽ lắp ghế cho bà luôn ha. Bà ký vào đây đi. Mẹ ơi, nếu mẹ cần ghế massage thì tụi con mua cho. Sao mẹ lại tự mua chứ? Đúng. Ê, đó, ghế massage gì tụi con đặt đâu hả? Bà coi đi. Ngày 21 tháng 1 Lý Ngọc Lan thanh toán toàn bộ. Đây nè. Đúng rồi. Chắc chắn là mấy đứa lén mua quà để tặng mẹ đúng không? Hả? Mất tới vậy sao? 30.000 lận đó mẹ. Hả? Đâu, đúng rồi, 30.000 sao? Không lẽ trên đời này có ông già Noel thiệt sao hả? Bớt đi, Noel cái gì? Không phải mẹ mua thật sao? Không phải, mẹ không có mua. Nè cậu, chắc cậu lộn rồi, xin lỗi cậu. Khiên đi giùm tôi đi. Là một bác trai đã đặt hàng, không phải chồng của bà sao? Không phải. Nhờ anh Khiên đi giùm tôi nha. Nếu không có vấn đề về chất lượng thì chỉ được đổi hàng thôi, không thể trả hàng được đâu. Là vậy sao? Vậy cậu ơi, để lại cho mẹ tôi ơi. Đi. Vậy mời bà ký tên. Được. Cảm ơn nha. Năm mới vất vả quá. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Tạm biệt. Vất vả cho cậu rồi. Mẹ ơi, sao mẹ cho họ để ở đây được chứ? Khiên từ đâu tới thì Khiên về lại chỗ đó đi. Tự nhiên vậy làm khó người giao hàng quá, dù sao cũng đem tới rồi. Vậy bây giờ Khiên nó ra đi ha. Tụi mình gọi điện cho ba, nói là nhà mình nhìn thấy hàng rồi. Ông ta đặt mục đích làm cho chúng ta ghê tởm rồi. Mọi người không làm đúng không? Được, để con gọi. Nhiên, đừng có không hiểu chuyện. Dù sao đi nữa, đây cũng là tấm lòng của ba con. Huống chi mấy tốn nhiều tiền như vậy. Ông ta bỏ ra nhiều tiền là mua chuộc được mẹ rồi sao? Ông ta thì có tấm lòng gì? Ông ta đồ bạc răng rong với người kia, để một mình mẹ ôm cái ghế này tới cuối đời là được hả? Tô Nhiên, bớt nói vậy cô có được không? Không nói không ai kêu em câm đâu. Đồ này là tặng cho mẹ, muốn giữ hay là bỏ để mẹ quyết định. Giữ lại, đương nhiên là giữ lại. Mình lát nữa gọi điện cho ba con, cảm ơn ông ấy. Nhân tiện con chúc Tết ông ấy luôn. Tô Nhiên à, từ từ đã. Mẹ ơi, con thấy hình như nhà mình hết muối rồi hay sao đó. Để con với Tô Nhiên đi mua nha, chút xíu rồi con về. Hả? Đi. Không chơi mặt được nữa hả? Trương Kiệt. Dạ. Con khiêng vô nhà đi. Dạ. Em đừng có giận nữa mà. Anh thấy chắc là ba cũng không có ý gì khác đâu, đúng không? Chỉ là lòng còn nhớ tới mẹ, nên bày tỏ chút thôi. Chắc là anh hiểu ông ta lắm ha. Thấy em làm loạn vô lý chứ gì. Em cần phải ủng hộ, thông cảm cho ba, giống như ủng hộ và thông cảm cho anh đó hả? Không, anh chỉ cảm thấy dù sao mẹ cũng sống với ba mấy chục năm rồi còn gì. Mà ba đúng là đã làm chuyện có lỗi với mẹ. Nhưng mà thì tình cảm của mẹ đối với ba mấy chục năm nay, làm sao chúng ta hiểu được đúng không? Nói chung thì anh thấy lời em nói làm tổn thương mẹ. Nói chung em không phải mẹ em. Em không làm được giống như mẹ em. Anh yêu à, là do em có công việc mà. Em biết rồi. Lần sau chúng ta đi Maldives bù đắp cho lần này được không? Hả? Trời ơi, được rồi, em biết rồi mà. Cúp máy nha hả? Tạm biệt. Alo. Được, tôi biết rồi, tôi tới liền. Nhóc con, cơm này tôi hâm lại 3 lần rồi, lại nguội rồi. Để tôi hâm lại lần nữa. Cậu cũng không coi thử. Cơm ngon như vậy, chúng ta muốn ăn còn không được ăn đó. Ngồi đi. Nhóc con, nể mặt tôi một chút được không? Hay để tôi đút cho cậu ăn. Bác sĩ cũng nói rồi, nói là mắt của cậu không có bị mù. Cậu tự dằn vặt mình như vậy là làm cái gì chứ? Nè, anh ngu. Tôi chưa nói xong. Lát nữa Nếu cậu thấy đói thì kêu tôi một tiếng, tôi hâm nóng cho. Nè, đúng, anh Ngô, lát nữa hâm cho cậu ta. Du Hiểu Đông có trong đó không? À, có. Ở trong. À, chào cô, cô là... À, tôi là cô vấn tâm lý của Du Hiểu Đông, Điền Miêu Miêu. Cô là cô Điền sao? À, trời ơi, cuối cùng cô cũng tới. Cậu ấy trong đó tình hình sao rồi? Đang giận dỗi, tuyệt thật rồi. Qua coi thử. À, phiền anh đóng cửa lại giùm tôi nha. Chào em, chị là Điền Miêu Miêu. Chị là cố vấn tâm lý của em. Cho chị ngồi cạnh em có được không? Em không nói chuyện. Vậy chị mặc định là em đồng ý đó. Chị ngồi nha. Ê, làm gì vậy? Làm cái gì? Hả? Nè, anh làm gì vậy? Hả? Sao vậy? Đây là cố vấn tâm lý mà chúng ta mời tới đó hả? Đúng rồi. Sao vậy? Cũng khí thế quá hả? Nè, anh không biết hả? Bây giờ đơn vị chúng ta đang yêu cầu quản lý nhân tính quá mà phải luôn nắm được động thái tâm lý của phạm nhân hả? Vậy mới nói với mấy chuyên gia này họ đều có hợp tác. Nghe nói Điền Miêu Miêu này cũng có tiếng du học ở nước ngoài về đó. Trình độ hả? Cực kỳ cao. Con nhỏ tóc vàng thôi mà. Ừ, thì đáng sao? Không đói đúng không? Đúng không? Ừ, chị đoán là em không đói. Thật ra chị cảm thấy có lẽ em là một đứa trẻ không tệ. Vậy em muốn kiếm nhiều tiền để giúp ba mẹ em đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi. Chị mới học được trò chơi mới đó. Em có muốn làm cùng chị không? Em nhìn nè. Đây là mấy? Đây là một. One. Two. Three. Four. Đây là gì? Đây là wonderful. Bác sĩ Hà tới rồi. Cảm ơn. Bác sĩ Hà, bây giờ trong kia đang cố vấn tâm lý đó. Hay là để tôi đơn đi coi nghe. Đúng, tôi tới để coi mà. Em thích động vật nhỏ không? Chị cực kỳ thích mèo con. Nhà chị cũng có nuôi mèo. Chị thấy em rất giống một con mèo con. Vì mèo thường sống rất độc lập. Rồi thì nó có được cách thức tư duy vô cùng độc lập luôn. Nè, đâu mà chúng ta quán làm cái gì? Có phải hay không? Tôi nói rồi, cũng vô ích thôi. Con mèo kêu như thế nào đây? Mèo. Đúng không? Em từng xuống nông thôn chưa? Nghe heo kêu qua chưa? Heo kêu như thế nào? Dạ, cô làm gì anh vậy? Cảnh sát ơi, tôi tới đưa cơm mà. Không được. Chúng tôi có quy định không được. Không phải, tôi đưa cơm cho bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà, mùng 1 Tết mà nấy chưa ăn cơm. Có người kiếm kìa. Dạ, cảm ơn nha. Bác sĩ Hà, chắc anh đói rồi, chưa ăn có phải không? Tôi đem cho anh ít sủi cảo nè. Dạ, cảm ơn nha. Cô làm đó hả? Tôi nhờ mẹ tôi gói rồi gửi tới đây. Còn nóng đó, anh ăn mau đi. Là hết hồn thiệt tình. À, chuyện là cậu ấy không sao hết. Cậu ấy chỉ muốn gọi điện cho ba mẹ thôi. Ba cậu ta nói giận cậu ta nên không quan tâm mà. À, phiền anh cứ gọi giùm tôi đi. À, cứ gọi thử đi. Nè, nhớ dùng loa ngoài nha. Ờ. Alo. Alo, cho hỏi có phải chú Du không? À, đúng rồi. Tôi là cố vấn tâm lý của Hiểu Đông, Điền Miêu Miêu. À, xin lỗi cô, giờ tôi đang bận. À, chú đừng vội cúp điện thoại. À, Hiểu Đông có vài điều muốn nói với chú đó. Ba. Ba. Hiểu Đông à? Con nhớ ba. Con đừng có như vậy. Con nhớ mẹ. Con nhớ ba mẹ lắm. Bình tĩnh đi Hiểu Đông. Nhóc con, đói rồi có phải không? Alo. Anh bị gì vậy? Gọi cho em làm gì? Em đã nói với anh rồi mà. Em đang làm việc không nghe điện thoại được đâu. Em không về được. Hôm nay cố vấn buổi đầu em vẫn phải đi tiếp. Anh là đàn ông con trai mà, sao càm ràm nhiều quá vậy? Em cúp máy đi. Alo. Anh có bị gì không? Rốt cuộc là anh muốn sao đây? Anh đừng gọi điện cho em nữa. Anh cứ gọi điện cho em trong lúc em đang làm việc thì chúng ta chia tay. Anh đi theo tôi làm gì? À, không có. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự khâm phục thôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người có chuyên môn mạnh, nhưng nhân phẩm kém như cô đó. Coi như là mở mang tầm mắt ha. Trả cho cô nè, xin lỗi nha. Tôi thắc mắc thiệt đó, không biết người anh em nào xui tới nỗi làm bạn trai của cô vậy chứ. Anh bị thần kinh hả? Anh nói ai xui xẻo đó? Cái đó chính là may mắn, anh hiểu không? Trên mặt nước, hồ sen quanh co, những chiếc lá ngọt ngào hiện ra. Lá cây vươn lên rất cao, như váy của vũ nữ xinh đẹp. Ở giữa từng lớp lá cây. Con đã ngủ rồi mà. Vậy thì một lát nữa anh đi tắm một cái, rồi anh ngủ dưới sàn là được phải không? Anh ngủ ở đây đi, em qua bên phòng mẹ ngủ. Khó khăn lắm mới về quê một lần, không phải ở bên mẹ. Mẹ chưa ngủ, có chuyện gì sao? Con muốn nói chuyện với mẹ. Vô đây đi. Có chuyện gì sao? Con xin lỗi mẹ nha. Hôm nay không nên nói vậy với mẹ. Mẹ có giận con không? Không sao, mẹ con hả? Rộng lượng lắm, đâu có dễ giận vậy chứ. Nhưng mà con vẫn nghĩ mẹ không nên nhận thứ đó. Mẹ nhận là ông ấy sẽ thấy thoải mái lắm á. Dĩ nhiên. Con có còn nhớ hồi đó lúc mẹ và ba con ly hôn, mẹ nói gì với hai con không? Con nhớ mà. Mẹ nói mẹ đồng ý ly hôn, kêu tụi con đừng có hận ông ấy. Đúng vậy. Ba con cũng không dễ dàng gì. Hồi đó nếu không vì yếu tố không tốt, ông ấy cũng sẽ không cưới mẹ. Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã mà. Người phụ nữ đó rất đáng thương, vốn là tiểu thư con nhà giàu mà lại chịu khổ cưới một người công nhân, cả đời không sinh đẻ được. Sau đó chồng bà ấy lại chết, chỉ còn lại mình bà ấy cô độc. Bà con cảm thấy áy náy với bà ấy. Ấy nấy với người kia mà không ấy nấy với mẹ sao? Mẹ theo ba cả đời rồi sinh con đẻ cái cho ông ấy, đến khi già cũng bỏ mẹ một mình. Sao ông ấy không nghĩ sau này mẹ phải sống ra sao? Ê, mẹ vẫn còn các con mà. Sao mà giống nhau được? Mẹ còn Kỳ Kỳ và Đa Đa nữa. Dù sau này mẹ già rồi, bị bệnh hay gì đó, các con vẫn chăm sóc cho mẹ được. Nhưng ông ấy không nói nữa. Mẹ nghĩ thoáng ra rồi. Thiệt đó. Thay vì để ba con oán hận mẹ tới chết, chi bằng để ông ấy sống vài năm yên lòng. Ông ấy mà sống tốt, trong lòng mẹ cũng sẽ dễ chịu hơn. Mẹ ơi, mẹ có thấy hối hận vì lấy ba không? Nói sao bây giờ? Ba con là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu. Nếu nói thiệt lòng thì mẹ cũng rất cảm ơn ông ấy. Nhất là cảm ơn vì đã cho mẹ hai cô con gái ngoan. Mẹ thật sự thấy mãn nguyện lắm. Thiệt đó. Con nghĩ đi, cho dù có một miếng ngọc, dù ngọc tốt tới mấy, bề mặt cũng sẽ có vết xước hoặc vết mẻ. Vết xước và mẻ đó là khuyết điểm sao? Nếu con cứ nhìn vào những khuyết điểm đó, trong lòng sẽ không thể thoải mái. Vậy mấy chục năm qua coi như không có giá trị gì. Mẹ bây giờ cứ nghĩ về ngày xưa ba tốt với mẹ, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại thấy thoải mái. Nhiên cũng khuya rồi, con về ngủ đi. Chắc Minh Tề vẫn đang đợi con đó. Sao vậy? Đừng, coi chừng cảm lạnh đó. Bữa nay con sẽ ở đây ngủ với mẹ. Ừ, con ngủ với mẹ sao? Nhưng mà này nè, thôi con ngủ toàn là đạp không mẹ đạp, thôi. Không đạp đâu. Nói rồi đó, không được đạp con mẹ. Con mấy ngày cho con ngủ với mẹ đi mà. Nha, ngủ đi, ngủ được, đi. Được. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. Nào. Đợi chút. Nhìn lên. Hả? Chuẩn bị nha. Nào. Rồi. Nhìn nè. 1, 2, 3. Cười lên. Cực kỳ đẹp. Rồi. Đúng rồi mẹ. Đúng rồi. Cái đó được đó. Rồi. Lại lần nữa nha. 1, 2, 3. Đô la. Mọi người chụp nãy giờ rồi cũng cho tôi chụp chung chứ. Rồi. Đợi ba chút. Ba điều chỉnh cái đã. Bây giờ mình nói dặn sự như ý đi ha. Đúng như ý. 1, 2, 3. Nhanh mới được. Nhanh lên ba. Rồi. 1, 2, 3. Dạ sự như ý. Tô Nhiên, em biết chọn thiệt đó. Đúng không? Cái vòng này rất là đẹp, hợp với mẹ lắm. Nhìn mẹ sang lắm luôn nha. Nhưng mà cũng chưa ghê gớm bằng chị. Chị không chỉ tặng bồn ngâm chân, còn thêm chuyến Đài Loan 7 ngày nữa. Ghê gớm sao mà sánh bằng chị. Được rồi. Anh là Triệu Minh Tề có phải không? Đúng anh rồi, sao vậy? Tới. Anh ký nhận đi. Đúng rồi, xém chút nữa quên. Anh rể à, giúp em với. Cầm giùm cái này. Cái gì sao? Đợi nha, lát nữa con nói với mọi người. Anh gọi điện hẹn mà, em quên rồi sao? Ở trong này là một bản kế hoạch dưỡng bệnh ở suối nước nóng khu nghỉ dưỡng, là quà sinh nhật con và Tô Nhiên tặng mẹ. Xài được 1 năm. Chỗ này con đích thân khảo sát rồi, cực kỳ tốt. Trong đó thì có các chương trình chữa bệnh cho người già, có cả vật lý trị liệu, bao gồm ăn uống giải trí, phục vụ đầy đủ hết. Hơn nữa thì trong 1 năm này mẹ muốn tới đó lúc nào cũng được hết, có cả xe riêng đưa đón. Cái này không Minh Tề à? Cái này mắc tiền quá. Đâu có. Con và Tô Nhiên cùng tặng mẹ. Ôi trời, cảm ơn con rể nha. Cảm ơn Duy Nhiên. Đến làm mà. Mẹ là mẹ của Tô Nhiên, con đối xử tốt với mẹ, Tô Nhiên cũng sẽ đối xử tốt với con, đúng không mẹ? Ôi trời ơi, ghê quá đi. Nè, coi thử đi. Mở ra coi thử đi. Mở ra. Cái này vui lắm đó nha. Mắc tiền quá, giá trị lớn quá. Dạ. Wow. Nè mẹ, đẹp quá. Ô, coi kìa. Đa ngủ rồi sao? À, tại thằng nhỏ quậy cả ngày rồi mà. Mấy ngày nay vui thiệt á. Ừ. Anh chuẩn bị cái đó từ hồi nào vậy? Hả? Cái suối nước nóng á. À, cái đó... Lần trước nghe em và Tô Minh gọi điện bàn chuyện sinh nhật mẹ. Từ đó anh vẫn luôn để trong lòng. Vậy sao anh không nói với em tiếng? Muốn cho em một bất ngờ thôi. Anh chỉ cảm thấy là cả em và Tô Minh chúng ta đều ở xa mẹ, đúng không? Sức khỏe của người già nếu như tốt thì người làm con như chúng ta cũng cảm thấy yên tâm hơn, đúng không? Cả đời mẹ vất vả rồi. Mấy ngày nay em ngủ chung với mẹ, em thấy mẹ đúng là già đi nhiều. Nên anh nghĩ là chắc là mỗi năm chúng ta nên dành ra chút thời gian để về quê với mẹ nhiều hơn. Anh cảm thấy người một nhà anh tốt với mẹ chẳng phải là việc đương nhiên hay sao? Anh uống nước ấm đi. À. Cái đó, cánh cửa tủ lạnh lúc nào cũng đóng không chặt. Anh ghi lại địa chỉ nha. Số 66 đường Nam Thuận Thành. Còn người mua tủ lạnh là Tề Như Tuyết. Đó là mẹ tôi, đúng. Các anh tới đó tìm mẹ tôi là được rồi. À, làm phiền các anh. À, tạm biệt. Trời ơi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, đã lau máy hút mùi thì bỏ ít chất tẩy rửa thôi chứ. Cái đó đó là chất hóa học đó, nó có độc lắm đó. Nó nồng tới nỗi tôi không thở nổi luôn nè. Cô biết hay không hả? Sao cô lau nhà kiểu gì vậy? Tiểu Đặng, sao cô trời ơi, cô nói cô làm việc ở công ty vệ sinh 7-8 năm rồi. Lau nhà không thể lau như vậy được. Đưa đây, tôi nói cô nghe nha. Lúc cô lau nhà là phải như vậy nè, từng đường một đó. Cô nhìn đi, có đúng vậy không? Phải lau thật sạch vào nè. Coi coi cô lau kìa, lau cả nửa ngày rồi. Đây là cái gì đây hả? Nè, cầm lấy, lau lại lần nữa đi, nhanh lên. Từng đường như vậy. Ừ. Ê, trời ơi, cô làm cái gì vậy hả? Cô làm như vậy là có ý gì chứ? Mới đầu năm tôi thuê cô tới đây, tôi mong là cô giúp tôi làm chút việc nhà thôi. Cô tỏ thái độ vậy là cho ai coi chứ hả? Bà ơi, nếu bà không hài lòng thì để tôi kêu công ty, kêu người khác tới được chưa? Không phải, cô có ý gì vậy hả? Cô, hả? Bà ơi, tôi làm được tới đó thôi à. Bà vui thì để tôi làm, không vui thì để tôi đi. Để tôi kiếm người có kinh nghiệm phong phú làm cho bà vừa lòng là được chứ gì. Xin lỗi bà nha. Nè, sao? Đâu ra cái lý do? Sao cô lại? Sao mà cô dám ăn nói với tôi như vậy hả? Cô tỏ thái độ như vậy cho ai coi chứ? Ức hiếp người quá đáng mà. Tại sao? Đúng là tức chết mà. Minh Tề à, con tới nơi chưa vậy? Hả? Trời ơi, sao nó lên đường sớm rồi mà sao giờ mới đi tới đó vậy? Sao? Mẹ nói con nghe nha, nhỏ giúp việc theo giờ con tiệm quá không ra hồn mà. Hả? Không biết làm cái gì hết mà làm thì qua loa tạm bợ. Lau nhà mà dơ hơn chưa lau nữa. Mẹ nói thì nó lại khó chịu. Mẹ chỉ mới nói mấy câu thôi thì nó ném vẽ lại rồi bỏ đi. Trời ơi, đâu ra cái kiểu giúp việc đó vậy chứ. Được rồi mẹ đừng nóng giận. Hả? Để về nhà con gọi điện chửi cái công ty cho thuê đó. Sao làm ăn như vậy được, đúng không? Mẹ đừng sốt ruột nữa, tại vì hôm nay đường hơi kẹt xe. Dạ, Tô Nhiên quay lại rồi, con đang ở trạm Diền Chiên. Dạ. Sao vậy? Được, vậy con cúp máy nha, đừng nóng giận. Hả? Con sắp về tới rồi, chắc trước giờ ăn tối. Dạ. Con cúp máy. Có chuyện gì? Không sao, thì giúp việc ở nhà lại chạy rồi. Mẹ đang nổi giận một mình ở nhà kìa. Vậy giờ mình về mau đi. Được, được. Lau nhà còn dơ hơn chưa lau nữa. Ai vậy? Ai vậy không biết. Cô Tề. Chào cô. Con là bạn của anh Minh Tề. Con là Hoa Sa hả? Chào cô Hoa Sa. Dạ là như vậy. Con mới từ dưới quê lên, có đem theo ít đặc sản ở quê. Có cá ngoài đồng, mấy con bồ câu với một ít rau hữu cơ nữa. Con đem qua cho anh Minh Tề dùng mà. Minh Tề hả? Minh Tề không có ở nhà, nó về quê với vợ nó rồi. Giờ cũng đang trên đường lên đây lại rồi. Tôi nghĩ về tới đây á, chắc cũng tối rồi đó. Đúng vậy. Con vốn định đem tới nhà của anh Minh Tề. Anh ấy nói đang trên đường về, cho nên kêu con đem qua đây luôn. Vậy đó hả? Trời ơi, vậy à, con mau vào nhà đi. Con không làm phiền cô chứ. Không có. Dạ. Vô đi con. Cô Tề à? Hả? Con hay nghe anh Minh Tề nói cô bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà không ngờ lại tốt như vậy luôn đó. Nhìn cô trẻ lắm luôn. Con đúng là sao lại nói như vậy chứ. Được rồi, con cứ để đây đi. Để con để đây. Dù gì cũng già rồi. Con để xuống đi. Dạ. Để con gọi điện thoại ha. Được rồi. Alo, anh Minh Tề, em tới chỗ của cô Tề rồi nha. Em đem đồ qua cho cô hết rồi. Anh lái xe đúng không anh? Được, anh lái xe cẩn thận nha. Rồi đi về cẩn thận ha, bye bye. Đang lái xe đó cô. Phải, nó nói đường kẹt xe quá, chứ không cũng tới nhà lâu rồi. Sợ là tới giờ cơm tối tụi nó mới về tới đó. Vậy hả cô? Vậy phải đem nấu bồ câu luôn, để cô giúp việc đem hầm canh luôn đi cô. Nhắc tới mới nói nha, còn nhỏ giúp việc đó nha, làm việc hời hợt qua loa. Của nó có mấy cậu nó đã thái độ rồi, rồi ném đồ đạc bỏ đi rồi. Trời ơi, thiệt hả cô? Bỏ lại mình cô ở đây đúng là không ra sao mà. Vậy bộ câu làm sao đây? Để lâu quá chắc chắn nó sẽ hư mất thôi. Hay là để con đi hầm canh luôn cho cô ha? Không được đâu, con là khách mà. Đợi nhà Minh Tề về tới rồi để tụi nó làm cho ha. Được rồi con. Trời ơi cô, anh Minh Tề lái xe đường dài chắc chắn là anh ấy rất mệt rồi. Để con làm cho, để họ về tới là có đồ ăn luôn rồi. Cô à, tụi con thân nhau lắm cho nên cô đừng khách sáo với con. Như vậy không sao mà cô được chứ. Nè, bếp ở đâu vậy cô? Bếp hả? Bếp ở bên kia kìa con. Nhà có thiên ma không cô? Thiên ma thì có đó. Dạ. Để cô lấy cho ha. Cô nhớ là hình như cô để trong ngăn tủ trong bếp á. Ôi trời ơi, con giỏi nấu ăn thiệt đó. Minh Tề nhà cô không giỏi bằng con nữa. Dạ đâu có, từ nhỏ con đã làm phụ mẹ nhiều lắm rồi. Đừng nói mấy cái này, cho dù kêu con thay cầu chì sửa ống nước gì đó con cũng biết luôn đó cô. Đúng là hiếu thảo mà. Mà con làm công việc gì vậy? Anh Minh Tề mới mua xe mới đúng không cô? Con là giám đốc kinh doanh của showroom xe đó, cho nên tụi con quen nhau từ đó luôn. Công việc cũng không tệ ha. Sao mà so bì được với anh Minh Tề. Tính của anh Minh Tề rất là tốt, cũng rất nhiệt tình, để giúp con rất là nhiều. Đợt trước mắt của mẹ con không được ổn, anh ấy giúp con nhờ chị Tô Nhiên đi khám mắt cho mẹ con nữa. Thỉnh thoảng con còn giỡn với anh ấy. Chị Tô Nhiên mà cưới được anh Minh Tề đúng là tích phước từ kiếp trước của chị ấy. Nhưng chị Tô Nhiên cũng rất tốt. Do công việc bận quá, việc trong nhà vẫn phải để cho anh Minh Tề làm mới được. Tô Nhiên này á, nếu bằng một nửa con thì Minh Tề đã không phải nhọc lòng như vậy rồi. Cô à, cô đừng có trong này nữa, mau vô phòng nghỉ ngơi đi cô. Đi, không cô cần đâu, để con làm cho. Vậy được, cô còn một vài bài văn chưa viết xong, ngày mai phải nộp bản thảo rồi. Vậy cô mau đi đi cô. Được. Cô yên tâm đi, cô làm nhanh lắm. Cẩn thận đó nha. Cô cứ yên tâm đi. Thiệt tình. Bồ câu phải hầm một lúc nữa. Bồ câu hoang không có giống như bồ câu nhà nuôi, thịt nó chắc lắm, phải hầm thật kỹ mới được. Cô biết chứ, hầm canh mà. Hơn nữa, loại canh này bổ gan thận, bổ khí huyết lắm đó. Trời ơi, cô cũng rành dưỡng sinh quá ta. Thích ghê, con cũng thích hầm canh lắm. Vào mấy mùa như vậy thì có sườn heo hầm vả hay là hạnh nhân Nam Bắc, rồi gà hầm đông trùng, bao tử cá đều là món con thích nấu. Thanh đạm bổ dưỡng, nhất là không nóng trong người. Nghe con nói mấy câu này, con nấu ăn chắc giỏi lắm ha. Dạ đâu có, con đâu có dám múa rìu qua mắt thợ. Thật ra cô cũng không rành đâu, cô giỏi lý thuyết hơn thực tiễn đó. Nhà cô mỗi lần nấu cơm, cô sẽ cầm sách dạy nấu, đứng kế bên giúp việc, rồi nói là 1, 2, 3, 2, 3. Nhưng mà nó nấu ăn á, thôi đừng nhắc nữa. Nếu mà xét về nấu ăn, không phải là con tự khen đâu, nhưng mà con có năng khiếu thiệt luôn đó. À, hay là như vậy đi, nhà đang có sẵn nguyên liệu gì, con làm cho cô thử tay nghề của con. Trời ơi, không cần đâu, con là khách mà, sao dám làm phiền con chứ. Để lát nữa tụi Minh Tề về, chúng ta cùng ra ngoài ăn ha. Con cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Anh Minh Tề lái xe cả ngày chắc chắn là rất mệt, đừng có để anh ấy ra ngoài. Hơn nữa, cơm ở ngoài làm sao mà ngon bằng cơm ở nhà. Con nói cũng đúng. Ai, trời ơi, giờ đã là mấy giờ rồi, sao mà tụi nó vẫn chưa về tới? Để cô gọi điện hỏi thử coi. À cô, đừng, bây giờ anh Minh Tề chắc đang ở trên cao tốc rồi. Nghe điện thoại trên cao tốc là nguy hiểm lắm luôn. Đúng mà, đúng đó. Đúng là con nghĩ chu đáo quá. Cô cứ ngồi đó đọc sách đi. Lát nữa anh Minh Tề về tới, chúng ta cho anh ấy bất ngờ ha. Được. Cho tụi nó bất ngờ. Đúng là một cô gái giỏi giang. Ôi trời đất ơi, con nấu xong nhanh vậy rồi sao? Bày biện đẹp quá ha. Trời ơi. Để coi coi. Vẫn còn nữa cô? Vẫn còn sao? Ở nhà mà nấu được nhiều món ngon như vậy, đúng là giỏi thật đó. Hấp dẫn quá. Con giỏi thiệt nha. Trời ơi, con nhìn kìa. Mấy món mà con nấu đó, màu sắc mùi vị đều đủ hết. Cô nhìn là muốn thèm ăn rồi. Ngày hôm nay chủ yếu là con dùng đổ trong tủ lạnh. Đợi tới lần sau chuẩn bị đầy đủ đồ, con sẽ làm bánh cho cô ăn luôn. Con làm bánh kem với bánh quy ngon lắm luôn đó cô. Thiệt sao? Cô nói con nghe, người miền Nam tụi cô thích ăn đồ ngọt lắm. Nhưng mà mấy món bánh ở ngoài quán lại ngọt quá, cô cũng sợ không đảm bảo vệ sinh. Đồ ngọt ở ngoài ăn sao mà được. Thứ nhất là quá nhiều dầu và đường. Thứ hai là nguyên liệu không chọn lọc, toàn là chất béo thôi. Đúng. Nhưng mà con làm bánh ngon lắm. Tốt quá rồi. À cô Để cô. Không sao. Đợi Minh Tề về nhà đã. Đợi Minh Tề. Ấy, con chưa có người yêu có phải không? Đợi Minh Tề về tới, kêu nó tìm đối tượng cho con. Con nhìn con đi, có ngoại hình, có tài nghệ. Nghĩ coi, đàn ông nào có được con đúng là may mắn mà. Cô đừng có khen con nữa mà. Bây giờ, con nghĩ là chỉ cần tìm được người tốt như anh Minh Tề để làm chồng, buổi tối đi ngủ, có khi cười tới đỉnh luôn đó. Con biết nói giỡn quá. Bà nội! Hả? Bà nội ơi, năm mới vui vẻ. Mọi người về rồi hay sao? Thì anh nói là cô đón Tết một mình mà, cho nên em qua chơi với cô một chút. Sao mà đứng ngoài cửa hết vậy? Mau rửa tay ăn cơm đi. Sa đã nấu cơm canh xong rồi. Mau, đây. Nào. Bà nội, đây là ai vậy? Sao con chưa từng gặp? Đây là bạn của ba con với mẹ con đó, cô Sa. Nghe lời nội, chào cô đi. Con chào cô. Chào con Đa. Mau lên đi rửa tay đi, để đem dọn cơm cho ha. Không cần đâu. Lại đây. Cứ mặc kệ tụi nó. Đi vào trong thôi. Anh cũng không biết là chuyện gì. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại chạy tới nhà mình. Anh xin em ráng nhịn một chút được không? Để tình mẹ đi. Dù sao đi nữa thì mẹ cũng đã ăn Tết một mình rồi mà. Hả? Ráng nhịn được không? Em tới bệnh viện tìm Tô Nhiên, anh đã không nói gì rồi. Em tới tìm mẹ làm gì? Em tới thăm cô thôi mà. Anh tránh ra đi. Sa Sa, đừng có làm việc nữa, mau giờ ngồi ăn cơm đi con. Ơi trời ơi, con nhìn con kìa. Canh tới rồi đây. Cẩn thận đó, cô chừng phỏng. Canh này chắc là được rồi đó. Hồi nãy con bỏ thêm sữa bò, như vậy vị canh sẽ ngon hơn đó cô. Đây, cảm ơn, cô cảm thử ơn. Đi. Màu canh cũng đẹp quá ha. Coi nè. Ăn thử coi. Tươi quá. Sa Sa, cô thấy con còn trẻ mà lại giỏi giang, lại còn nấu ăn ngon nữa. Sau này chắc chắn là dâu hiền vợ đảm, tính cách cũng tốt nữa. Trời ơi, cô đừng có khen con ngại quá à. Chị Tô Nhiên à, chị ăn canh đi ha. Nè. Tô Nhiên, tuy con là bác sĩ thiệt, về phương diện dinh dưỡng rồi nấu ăn này con phải học tập Sa Sa mới đúng đó. Anh Minh Tề, đây là canh bồ câu hàm thiên ma, bổ não lắm đó. Anh không thích ăn canh. Ấy, con không thích ăn hồi nào vậy? Hả? Ê, trời ơi, người ta mất công nấu rồi, mua ăn một miếng cho nóng đi. Nè, Sa Sa. À đúng rồi Đa, canh này quá nhiều chất, trẻ con không được ăn. Vậy thôi để lần sau cô sẽ hầm canh ốc chó cho con ăn, chắc chắn cũng rất bổ não luôn đó. Đúng đúng. Nè, Sa Sa bận cả ngày rồi, con mau ăn đi ha. Mẹ. Con cảm thấy hơi mệt, con về trước. Làm cái trò gì vậy? Con muốn làm trò gì vậy hả? Tết nhất bỏ mẹ lại ở đây một mình, để về làm sinh nhật mẹ con. Mẹ đã không nói gì rồi, có khách tới đây mẹ muốn mọi người ngồi ăn với nhau, ngồi ăn với nhau một bữa cơm tân niên thôi, có gì mà không được chứ. Con qua đây Tô Nhiên. Có phải con xin mẹ mùng 4 mới về, nhưng mà kêu về sớm trước 2 ngày nên là con không vui, có phải không? Thưa mẹ, con thật sự thấy không khỏe, con xin lỗi làm mẹ mất vui. Nè Tô Nhiên, cầm chìa khóa đi. Tây. Con trai. Dạ. Đúng vậy mà, cô vô đi. Dạ, đi liền. Vậy lên. Quay lại. Mẹ, để con với. Con làm cái trò gì vậy hả? Đang ở trước mặt người khác, không ra thể thống gì hết. Mẹ muốn ngồi ăn cơm với con trai, có gì mà không được chứ, hả? Được. Mẹ, để con với. Mẹ. Mẹ, để con với. Mẹ, con lạnh quá à. Mẹ đi chậm một chút có được hay không? Mẹ đi chậm thôi. Mẹ ơi. Ăn đi. Ai thích đi thì đi, mình vẫn phải ăn tân niên chứ hả? Làm gì vậy? Ăn đi. Đúng là không có giáo dục mà. Cô à, cô đừng có giận nữa, chị Tô Nhiên chắc là mệt lắm rồi. Mẹ à, Tô Nhiên không phải giận mẹ. Nó không giận mẹ thì giận ai chứ? Hả? Sa Sa chỉ là người ngoài thôi, nó không giận mẹ thì giận ai đây? Mẹ không muốn nói nữa. Sa Sa đem nhiều đồ tới đây, làm cả bàn đồ ăn, nó vô nhà còn không thèm cảm ơn gì hết, còn không bằng Đa Đa nữa. Đa Đa còn biết chào cô nữa. Còn nói coi nó có giáo dục không vậy? Mẹ, cơ thể Tô Nhiên không được khỏe, cô ấy vừa bị xuất huyết dạ dày, mẹ biết mà. Mẹ biết nó xuất huyết dạ dày, nhưng mà xuất huyết dạ dày với ăn cơm tân niên là hai chuyện khác nhau mà, đúng không? Bản thân Tô Nhiên là bác sĩ, một bác sĩ mà để mình bệnh thành như vậy, tính khí lại còn chẳng ra sao hết. Cô à, thôi cô để anh Minh Tề về nhà đi. Con ăn xong thì về đi, đừng có đứng trước mặt mẹ. Đúng là bực mình mà. Mai con tới thăm mẹ sao? Mẹ, các cô kia làm gì vậy? Nhìn có vẻ thân với cả ba lẫn mẹ, nhưng mà con không biết cổ, chưa bao giờ gặp cổ. Nói chuyện sến muốn chết. Mẹ không thân với cô ấy. Ủa? Hế? Điện thoại Minh Tề nè, sao mà nó không đem theo vậy? Cái thằng này cứ vội vội vàng vàng như vậy, điện thoại quăng lại đây thì không hiểu nổi luôn mà. Ý ba về rồi. À, ba về rồi. Ba về sớm vậy, bà nội không trách sao? Ê, Đa, con cứ từ từ ăn ha. Mẹ đau dạ dày nên ngủ trước đi. Sao em lại ăn mì gói? Khoan đã, Tô Nhiên, hay để anh nấu mì ngon cho em ăn được không? Hả? Dạ dày của em. Tô Nhiên, em nghe anh nói nè, anh thật sự không biết cô ta lại tới nhà. Anh thật sự là không biết mà. Thiệt đó. Em đừng giận anh được không Tô Nhiên? Hả? Em không thích giận, mà em chán nản. Không phải. Mẹ vừa mới nói với em là phải nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại. Em còn nghĩ nếu anh dứt thắng được với cô ta thì mình... Xem ra em quá nghĩ rồi. Không phải, Tô Nhiên, em nghe nói đã. Anh thực sự không biết là tại sao hôm nay cô ta lại tới nhà mẹ. Bây giờ em muốn ở một mình. Này ba xem mấy lần rồi. Mẹ và vợ bất hòa, chắc bà uống hết cả chai. Đừng có nói bậy. Con đâu có nói bậy đâu. Đừng tưởng con ngồi im ăn cơm mà không biết. Con cũng cảm nhận được ngọn sóng mãnh liệt đó, nước sôi lửa bỏng đó. IQ của bà nội cũng thấp thiệt nha. Nói cả hơi dài khen cái cô kia, còn nói kêu mẹ con phải học tập cái cô đó nữa. Con nghe cậu không chịu nổi. Mẹ con thì càng khỏi phải nói. Còn ba, chắc chắn ba cũng không nghe nổi. Con học được mấy câu nhảm này ở đâu ra vậy? Mau về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Ba, bây giờ còn sớm mà ba bắt con đi ngủ hả? Đúng rồi, gần đây có phim bom tấn Mỹ, chúng ta đi xem đi. Không xem, không xem, không xem. Ba mệt lắm, bận cả ngày trời. Con không mệt sao? Con không mệt, xem mẹ chồng nàng dâu mới mệt. Ở nhà mà mặc áo bông làm gì hả? Con chuẩn bị đi xem phim. Con âm mưu sẵn rồi có đúng không? Hả? Coi chừng đó nghe. Được rồi, để ba gọi điện cho bà nội rồi đưa con đi xem phim. Ba gọi làm gì nữa, không kịp đâu. 9:40 có một suất, giờ chỉ còn 15 phút thôi, ba nhanh lên. Ba đồng ý đi rồi, nó nhiều vậy làm gì? Trời ơi. Cô ơi, con pha cho cô ly trà táo đỏ nè, làm đẹp dưỡng nhan, bổ huyết bổ khí lắm. Cảm ơn con nha. Để cô ra coi coi là ai gọi điện. Alo. Mẹ. Minh Tề hả? Có phải con quên điện thoại ở chỗ mẹ không vậy? Đúng là con để quên rồi đó. Con tự coi lại mình đi. Quên trước quên sau, điện thoại mà cũng quên nữa. Thiệt tình à. Ba nhanh lên đi mà. Đà đang hối cái gì vậy? Đà đang hối con nói nhanh để đi xem phim với nó đó. Dạ. Nội ơi, đừng nói chuyện với ba con nữa, con đang vội lắm. Mấy đứa ăn cơm với mẹ mà vội vàng giờ còn đi xem phim với nhau nữa sao? Chỉ có hai cha con đi thôi hả? Mẹ, con với Đa hẹn nhau đi xem phim là đã hẹn từ trước lâu rồi. Phút nữa rồi, nhanh lên. Thôi bỏ đi. Mẹ làm bà nội cũng không thể so đo với cháu được. Thôi được rồi, đi, nhớ cẩn thận đó. Mẹ à, con đi xem phim với Đa xong trời con ghé qua lấy điện thoại của con luôn. Nhanh lên đi, đừng có nói nữa mà. Được rồi. Trời ơi, mà nè, Hoa Sa, không cần đâu, không cần làm nữa đâu con. Thôi đừng có lao nữa, con coi kìa. Không cần làm nữa, mệt cái này rồi, thôi bỏ xuống đi. Không sao đâu, có giúp việc tới làm rồi hả? Không sao đâu mà cô ngồi đó đi, tranh thủ uống trà cho nóng rồi ăn trái cây ha. Cô dọn xong sẽ về ngay nha. Được rồi. Dù Ngọc tốt tới mấy, bề mặt cũng sẽ có vết xước hoặc vết mẻ. Vết xước và mẻ đó là khuyết điểm sau. Nếu con cứ nhìn vào khuyết điểm đó, trong lòng sẽ không thoải mái. Vậy mấy chục năm qua coi như không có giá trị gì. Mẹ bây giờ cứ nghĩ về ngày xưa ba tốt với mẹ, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại thấy thoải mái. Tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vậy đã đỡ hơn chưa? Cô muốn làm gì nữa? Tôi tới đưa điện thoại cho anh Minh Tề. Ngoài ra cô Tề kêu tôi đem cơm cho Đa. Cô Tề nói nhiều món ngon như vậy mà Đa không được ăn thì tiếc lắm. Cô đi được rồi. Bộ chị không mời tôi vô nhà hả? Đây là nhà của tôi đó, cô đừng có vô liêm sỉ như vậy chứ. Chính vì đây là nhà của chị mà. Hàng xóm có nhà không chị? Chắc chị không muốn hàng xóm thấy đúng hay không? Mà chị cũng đâu có cần hung dữ với tôi. Tôi tới không phải để cãi nhau với chị. Hôm nay tôi tới nhà cô Tề là để cảm ơn anh Minh Tề đã chăm sóc mẹ tôi. Chị không biết chị may mắn cỡ nào đâu Tô Nhiên à, vì tìm được đàn ông tốt như Minh Tề. Mẹ tôi qua đời, cũng may có anh Minh Tề ở bên tôi lúc đó, cùng tôi lo hậu sự cho mẹ của tôi. Nếu như không có anh ấy, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cùng cô lo hậu sự cho mẹ cô sao? Đúng. chính là tháng trước. Mấy ngày đó hình như chị xuất huyết dạ dày mà. Vì mẹ của tôi đang nguy kịch, Minh Tề mới về quê tôi với tôi. Anh ấy tốt thiệt, chọn áo liệm cho mẹ của tôi, chọn nghĩa trang cho mẹ tôi, rồi chọn hũ đựng rau cốt mẹ tôi. Anh ấy đúng là người quá tốt. Tôi không biết đời này phải báo đáp anh ấy ra sao nữa. Tôi nghĩ rằng mẹ của tôi ở trên trời có thiên, thấy anh ấy tốt với tôi như vậy, có lẽ sẽ thấy được an ủi hơn. Chị không tin lời tôi hả? Vậy thì chị có thể hỏi bác sĩ Hà. Anh ấy gọi điện cho Minh Tề là tôi bắt máy đó. Chị hỏi xem lúc đó Minh Tề ở đâu, ở cùng với ai. Tôi nghĩ chắc anh ấy không lừa chị như tôi đâu. Cút ngay. Sức khỏe của chị không tốt, chị không nên nổi nóng đâu. Tuyệt đối đừng trách móc Minh Tề nha. Nào. Phim hôm nay hay thiệt đó ba. Đừng quên rửa tay đó nha. Mẹ, con về rồi. Ý? Mẹ con đâu? Mẹ không có ở đây. Tô Nhiên. Mẹ. Mẹ. Nửa đêm rồi, mẹ đi đâu vậy? Để ba gọi điện cho mẹ con. Bà đoán chắc là mẹ con bị bệnh viện gọi đi cấp cứu hay là gì đó rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vậy đi, ba tới bệnh viện coi thử. Con ở nhà một mình có được không? Không vấn đề, ba đi đi. Nhớ kỹ, tắm rửa xong phải đi ngủ liền nha. Nhớ đánh răng cho sạch, nghe rõ chưa? Ba dặn con thêm một chuyện nữa nè, trừ ba với mẹ gõ cửa ra không được mở cửa cho ai. Yes sir. Đi đi. Dạ được. Ai vậy? Ý, ngọn gió nào đã thổi thiên hậu tới thăm tệ xá gì chứ? Ở ngoài lạnh lắm, cô mau vào đi. Ý, cô sao vậy? Sao sắc mặt kém dữ vậy? Ngồi đi, muốn uống gì không? Mấy ngày tôi bị xuất huyết dạ dày, Minh Tề đã đi đâu? Cậu ấy đi công tác mà. Anh ấy nói vậy sao? Đúng vậy. Anh ấy có nói với cậu Anh ấy đã đi đâu? Đi cùng ai không? Cô biết hết rồi sao? Alo ba. Con trai, con nghe ba nói nè. Giờ mẹ con có ca cấp cứu ở bệnh viện. Ba phải ở đây đợi mẹ xong việc rồi đón mẹ con về nhà luôn. Con phải ngoan đó. Hả? Đi tắm, nhớ tắm cho sạch đó nghe chưa? Hôm nay ở ngoài đường cả ngày rồi. Con biết rồi. Ngoan lắm. Ba cúp máy đây. Cậu ấy cùng Hoa Hoa ngồi tàu lửa về quê cô ta, giúp cô ta lo hậu sự cho mẹ. Làm sao cậu biết? Tôi đã gọi điện cho cậu ấy. Chính Hoa Sa đã nghe máy. Đây nè. Bây giờ cô ngồi xuống nghe tôi giải thích. Tránh ra đi. Cô ngồi xuống nghe tôi giải thích có được không vậy? Tôi biết bây giờ cô chắc chắn rất giận. Tôi có thể hiểu được mà. Nhưng mà lúc đó tôi không nói cho cô biết là vì trong mắt tôi cô đang là bệnh nhân. Tôi không thể để cho cô bị kích thích lớn. Phải đảm bảo cho cô hồi phục tốt. Tiếp theo chúng ta phải nghĩ thoáng ra. Triệu Minh Tài không phải là người xấu đâu. Cô có thể nói cậu ấy xui, có thể nói cậu ấy khờ. Cậu ấy chỉ là sai sót ngẫu nhiên mà thôi, đi trong mơ hồ mà thôi. Cậu ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, đúng không? Mấy người thấy tôi tức cười lắm chứ gì. Triệu Minh Tài lừa tôi, còn cũng lừa tôi. Mấy người đều nghĩ tôi là kẻ ngu, đúng không? Đúng không? Tôi thật sự không có ý định lừa cô hay là giấu cô đâu. Tôi có thể nói ra, nhưng mà tôi thấy tình trạng cô lúc đó không thích hợp để nghe những điều này. Đúng rồi. Cậu cũng là đàn ông. Đây là quy tắc trò chơi của đàn ông các người mà. Nè, nè, cô đi đâu vậy? Tô Nhiên, Tô Nhiên. Triệu Minh Tề, cậu hại tôi thê thảm rồi đó. Ê, Hà Kiện à. Tự nhiên mới tới nhà của tôi. Cô ấy biết hết mọi chuyện rồi. Cậu tự cẩn thận đi nha. Mẹ mới về. Bia rồi sao con còn chưa ngủ? Mẹ con thấy khát nước. Con uống chưa? Dạ rồi. Hôm nay mẹ đi khám thật vất vả. Ba đâu rồi? Ba con có phải thấy mẹ đói nên đi mua đồ ăn không? Mẹ, con không dành ăn với mẹ đâu. Mẹ có thể nhường cánh gà cho con không? Được, mẹ nhường cánh gà cho con. Đi ngủ đi. Dạ. Anh ấy tốt thiệt. Chọn áo điệm cho mẹ tôi, chọn nghĩa trang cho mẹ tôi, rồi chọn hũ đựng tro cốt mẹ tôi. Anh ấy đúng là người quá tốt. Tôi không biết đời này phải báo đáp anh ấy ra sao nữa. Cậu ấy chỉ là sai sót ngẫu nhiên, đi trong mơ hồ lên chuyến tàu lửa, sau đó đi cùng cô ta. Cậu ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi đúng không? Tô Nhiên à, sự không ngờ tại sao cô ta lại tới nhà mẹ như vậy. Càng không ngờ cô ta lại tới nhà mình. Còn chuyện tại sao lần trước anh lừa em không nói cho em biết, là vì anh tới quê của cô ta. Triệu Minh Tề, nếu anh đối với em, đối với gia đình này vẫn còn một chút tình nghĩa, thì em xin anh buông tha em đi. Đi con. Mẹ sẽ đưa con đi ăn hamburger ha, chịu không? Ba đâu rồi? Ba của con ra ngoài rồi. Bữa nay mẹ đưa con đi công viên giải trí chơi nguyên ngày luôn ha. Có thật không? Mau dậy quá. Đi. Đánh răng rửa mặt thay đồ đi con. Mẹ, mình không đợi ba sao? À, ba đi không về liền được đâu. tôi biết cô ở trong đó. Em biết anh về rồi. Hôm qua em tới nhà của cô Tề, bởi vì em nhớ anh có nói cô ấy phải ăn Tết một mình. Em không muốn cô ấy phải cô đơn giống như em, cho nên em mới muốn qua đón Tết cùng cô ấy. Ai ngờ người giúp việc bỏ đi. Em tính phụ việc cho cô ấy một chút rồi về. Không ngờ các anh lại về tới. Em tới nhà đưa điện thoại cho anh. Chỉ có một mình chị Tô Nhiên ở nhà thôi. Em sợ chị ấy hiểu lầm, cho nên em nói với chị ấy em chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ của em. Chỉ vậy thôi mà, không có gì khác. Cô đừng diễn kịch nữa có được không vậy? Anh nói gì vậy? Em diễn kịch gì với anh chứ? Trước đây tôi luôn nghĩ cô là một cô gái đơn thuần lương thiện, nhưng tôi không ngờ cô lại có thể nham hiểm tới như vậy. Tôi hỏi cô, làm sao cô biết được địa chỉ của nhà mẹ tôi hả? Sao trùng hợp tới mức vào ngày kỷ niệm cưới của tôi và Tô Nhiên, cô lại bị người ta cướp? Cô nói đi. Trong iPad cô tặng tôi, cô còn cố tình bỏ một tấm thiệp ở trong đó. Trong điện thoại mới cô đưa tôi, cô đặt hình nền tấm tôi chụp chung với cô. Tất cả mọi thứ cô làm từ đầu tới cuối, cô đều muốn để cho Tô Nhiên phát hiện ra, có đúng không? Cô cố tình chia rẽ chúng tôi, đúng vậy không? Em không có. Cô đừng có nói nhảm với tôi nữa. Tôi cảnh cáo cô đó, tránh tôi và tránh xa người nhà của tôi ra. Sắp rồi nè. Nhanh lên mẹ, nhanh lên. Cái kia nữa mẹ. Yeah. Được rồi. Nhanh lên mẹ. Nhanh lên. Được rồi. Đợi chút xíu nữa nó sẽ rớt xuống đây. Ở cái này ạ. Lên tới trên đó luôn kìa. Hả? Cậu có biết tại sao phải băng bó vết thương không? Chắc do rách rồi. Bởi vì sau khi rách ra, vi khuẩn và virus từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể qua miệng của vết thương, gây ra tổn thương lớn hơn. Tôi nghĩ lý lẽ ở trong nhiều chuyện cũng giống như nấu ăn. Sai lầm cậu mắc phải trước đây đã mở ra một vết thương rồi. Sau đó cậu để cho virus xâm nhập vào cuộc sống của cậu, gia đình của cậu, nên mới cần phải xử lý kỹ càng hơn, rửa sạch, băng bó. Nhưng mà cậu có làm gì? Tôi nghĩ là cậu nên cố tránh dùng cách tự làm tổn thương mình như vậy. Đương nhiên, cậu lương thiện, cậu luôn dùng cách ôm thiệt thòi về mình để giúp cho người khác toàn nguyện. Nhưng mà cũng phải tùy người chứ. Tôi nhận tình cảm này, nhưng mà Hoa Sa có nhận hay không? Cái chính là cô ta xứng hay không? Có những chuyện khi xử lý thì phải mỗi người mỗi kiểu. Khi gặp vấn đề, hoặc là khi gặp trở ngại. Không nhất thiết chỉ có một cách giải quyết. Hôm nay một hòn đá cản trên đường. Một là cậu vượt qua nó, hai là đi vòng qua nó, thậm chí là lùi lại đi theo đường cũ luôn. Mấy cái cậu nói tôi hiểu, không phải là tôi không nghĩ tới. Tôi cũng muốn vượt qua nó kia mà, vòng qua nó, rồi giải quyết nó. Tôi nghĩ hết rồi, thậm chí tôi nghĩ tôi lùi lại về điểm xuất phát. Nhưng không thể vậy được. Tôi không thể lùi lại vì chuyện gây ra là do tôi. Làm sao mà lùi lại được đây? Tôi buộc phải đối mặt. Nhưng kết quả thì sao? Vì tôi đối mặt với một người không bình thường một chút nào. Phải. Tôi thấy cậu đã nỗ lực rất là nhiều. Cậu muốn đánh cho hòn đá đó bể nát, nhưng mà cuối cùng lại thành ra như vậy. Đa Đa, hôm nay con chơi vui không? Dạ vui. Ra ngoài chơi với mẹ vui hơn hay là chơi với ba con vui hơn nè? Đều vui hết. Vậy thì con thích ba nhiều hơn hay là con thích mẹ nhiều hơn đi? Thích cả hai. Cái gì mà thích cả hai chứ? Chỉ được chọn một thôi, hai chọn một. Vẫn là thích cả hai. Vậy mẹ hỏi kiểu khác nha. Nếu như ba với mẹ tách ra sống riêng thì con muốn ở với ai hơn nè? Tại sao phải tách ra ở riêng? Không phải chứ. Mẹ đang nói là nếu thôi. Là nếu hả? Vậy tức là không phải thật rồi. Để tới ngày đó rồi tính sao? Con phát huy trí tưởng tượng của mình đi mà. Con không muốn nghĩ. Đầu to lớp con cũng vậy đó. Ba mẹ nó ly hôn rồi, bên nào cũng giành nuôi. Nếu nó theo ba, mẹ nó sẽ mặc kệ. Nếu nó theo mẹ, ba nó cũng mặc kệ. Cho nên nó đành phải 2, 4, 6. Nó ở với ba, 3, 5, 7 ở với mẹ. Chủ nhật thì một tuần ở với ông bà nội, một tuần ở với ông bà ngoại. Nó chưa bao giờ được ngủ 2 đêm liền trên cùng một chiếc giường. Cực khổ quá chừng luôn. Con nói mẹ nghe. Tại mẹ không thấy được thôi. Ngày nào nó cũng ngủ gật trong lớp. Giáo viên cũng làm biếng nhắc. Thật hả? Chứ sao nữa. Mẹ, người lớn cuối cùng đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không nỡ bỏ con, tại sao không thể yên ổn sống cùng với nhau? Về nhà thôi. Mẹ, con nói chuyện này. Chuyện gì vậy? Đội bóng đá ngày mốt phải huấn luyện rồi, con muốn tham gia. Con nói với ba chưa? Nói rồi, ba đã đồng ý. Mẹ không đồng ý cũng chịu. Mẹ là đại ca mà. Nhưng mà... Mẹ, vết thương con khỏi rồi. Sau này con sẽ chú ý. Con đảm bảo đó. Đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng việc học. Con sẽ bớt xem hoạt hình lại. Về nhà con sẽ làm bài tập, không cần mẹ hối. Con thích đá banh tới vậy luôn á hả? Vậy con hứa rồi đó, nói phải giữ lời. Không vấn đề. Được rồi. Được thôi. Con biết mẹ tốt với con nhất mà. Thôi mẹ cái đi. Hơn nữa, người ta nói người đang yêu thì trí thông minh bằng không. Mà tôi thì chẳng có yêu đương cái con khỉ gì hết. Ai ngờ giờ tôi thấy IQ của mình chỉ là một con số âm mà thôi. Cậu thấy đúng chứ? Tôi nói thật nha, sau khi tôi làm xong cú đánh này, tôi cảm thấy lòng mình vừa thoải mái vừa mờ mịt, đầu óc thì trống rỗng. Tóm lại tôi không biết phải làm gì cả. Vì vậy tôi chưa từng tán thành cái chuyện mượn rượu để giải sầu. Người ngoài cuộc thì mới sáng suốt. Đương nhiên giờ vẫn còn rất nhiều khả năng. Cậu định giải quyết nó ra sao? Lựa chọn ra sao? Dùng cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất, không làm tổn thương bản thân của mình, cũng không tổn thương cho gia đình cậu. Phải tìm được cách đó. Bình tĩnh đi bạn tôi ơi. Bình tĩnh là đường duy nhất về nhà. Để tôi giúp cậu tìm cơ hội nói chuyện với lại Tô Nhiên. Tôi rất là sẵn lòng làm con chim bồ câu thuần khiết đó. Rồi chĩa cành ô liu ra. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội. Tôi thấy mình vô cùng đẳng cấp. Đẳng cấp đúng vậy. Hà đẳng cấp. Cậu đi làm đi. Ủa, em về rồi sao? Ba, tới ba bị bị sao vậy? Không sao, bị rách chút thôi mà. Phải khâu lại đúng không? Cái đó đau lắm. Mẹ, mẹ lại coi tay ba bị khâu lại nè. Đừng có ồn ào có được không? Mẹ, có phải mẹ định nói lớn to đầu còn để bị thương bất cẩn quá không? Nhưng mẹ phải an ủi đồng chí Triệu. Có tình yêu nuôi dưỡng sẽ giúp đồng chí Triệu mau lành. Mẹ còn chưa rửa tay. Hả? Mẹ nói vậy thiệt hả? Chắc chắn hôm đó nội làm mẹ giận. Ba cũng không chịu dạy dỗ. Phụ nữ họ hẹp hòi lắm. Rửa tay đi Đa. Dạ, con chỉ giúp được tới đó thôi. Mau đi rửa tay đi nha. Em đợi đã Dung. Nè, đợi chút, anh có khách. Dạ được anh Triệu. Vậy lần sau anh hẹn lịch tới nha. Dung à, em nghe anh nói đã. Anh thật sự đã có đi mượn. Anh mượn được tiền là gửi cho em liền. Em tin anh đi mà. Nói dối, lần nào anh cũng nói vậy hết. Anh nói không mệt, nhưng mà em nghe mệt rồi. Anh biết anh không nên làm cho em giận. Nếu muốn em tin anh, vậy anh thể hiện bằng thực tế đi. Được. Anh hiểu rồi, mượn được tiền là anh gửi cho em liền, tin anh đi. Đừng có giận nữa, anh nói thiệt đó. Steven, khách của anh gọi đầu xong rồi. Được, tôi biết rồi. Chán thiệt đó, bỏ đi, em cúp máy đây. Nè Dung à, Dung. Tôi là Cao Chí Bằng Steven, chị còn nhớ tôi không? Chào cậu Tiểu Cao, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ nha chị Tô Nhiên. Tôi biết là chị rất bận, giờ gọi chị cũng hơi mạo muội. Cậu có chuyện gì sao? Là như vậy tôi... Cái này nói ra cũng hơi ngại. Không sao, có gì cậu cứ nói đi. Dạ, gần đây tôi cảm thấy không khỏe. Chắc là cần tới bệnh viện để kiểm tra. Nhưng mà tôi lại không biết nên tới khoa nào. Cho nên... mai chị có đi làm không? Mà tôi có đi làm, cậu tới khoa mắt tìm tôi đi. Dạ được chị Tô Nhiên. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Được, hẹn mai gặp ha. Dạ được, tạm biệt chị. Mai em vẫn đi làm sao? Vậy để anh đưa Đa sang nhà mẹ, được không? Em đồng ý cho Đa đi huấn luyện đá bóng rồi. Vậy... vậy là tốt rồi. Trong ngân hà trên bầu trời xanh, có một con thuyền trắng. Trên thuyền có một cây hoa quế rất đẹp. Thỏ trắng đang chu ngoạn. Chào buổi sáng.